giả đang đến với chương trình tin tức tổng hợp buổi chiều của đài IBC được phát hình trên các băng tần 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California. Quý khán giả ở các tiểu bang khác ở Hoa Kỳ và Canada xin vui lòng đón xem qua Galaxy 19 hoặc qua trang mạng điện toán toàn cầu ibctv.us. Quý vị cũng có thể dễ dàng đón xem lại các chương trình nổi bật trên trang YouTube IBCTV Official. Sự ứng ngôn viên Vũ Quang Vinh và Tuyết Nha phụ trách phần tin tức tổng hợp chiều nay xin trân trọng kính chào quý khán giả. Và như thường lệ, sau đây chúng tôi xin mời quý vị đến với phần điểm tin. Hoa Kỳ chấn động vì 3 vụ nổ súng hàng loạt cuối tuần làm 2 người tử vong, 31 người bị thương. Nghiệp đoàn công nhân Mexico yêu cầu Hoa Kỳ điều tra vụ bóc lột người lao động tại nhà máy Panasonic. Bắt nghi can có súng trốn khỏi bệnh viện tâm thần tại Virginia. Một thiếu niên giết mẹ, trốn khỏi nhà tạm giam ở California bị bắt lại. Tổng thống Zelensky cho biết trận chiến tại Donbass đã bắt đầu. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị đến với phần tin chi tiết đầu tiên qua phần tường trình của sứ ngôn viên Tuyết Nha. Thưa quý vị, Hoa Kỳ chấn động vì 3 vụ nổ súng hàng loạt cuối tuần qua, làm 2 người tử vong, 31 người bị thương. Hoa Kỳ vào cuối tuần lễ vừa qua chấn động với 3 vụ nổ súng tại South Carolina và Pittsburgh của tiểu bang Pennsylvania, làm 2 thiếu niên 17 tuổi thiệt mạng, hơn 31 người bị thương. Tại Pittsburgh, ngoài 2 thiếu niên 17 tuổi bị bắn chết, còn có ít nhất 8 người bị thương trong vụ nổ súng tại bữa tiệc tổ chức ở căn nhà Airbnb tọa lạc tại Sussmont. 2 người tử vong là Jaden Brown và Matthew Staffy Ross, đều 17 tuổi, đã qua đời tại bệnh viện. Đoạn phim cho thấy hàng trăm người dự tiệc bỏ chạy tán loạn sau khi nghe nhiều phát súng nổ vang. Cảnh sát cho hay đa số họ là người vị thành niên tụ họp tại căn nhà cho thuê khoảng 12 giờ rưỡi sáng vào Chủ nhật. Cách đó gần 650 dặm, ít nhất 9 người bị thương trong vụ nổ súng xảy ra vào ngày Chủ nhật tại Carras Lounge của thị trấn Furman, South Carolina. Tối thứ Bảy, thì 9 người đã bị trúng đạn trong vụ nổ súng và 5 người bị gãy xương và chấn thương đầu khi cố gắng chạy thoát khỏi trung tâm thương mại đang bị hỗn loạn. Nạn nhân ở độ tuổi từ 15 tới 73. Cảnh sát tại Pittsburgh cho biết họ bắt được nghi can nổ súng tên là Jaywen Amprice, 22 tuổi, với tang chứng là một khẩu súng lục sở hữu bất hợp pháp. Nghiệp đoàn công nhân Mexico yêu cầu Hoa Kỳ điều tra vụ bóc lột người lao động tại nhà máy Panasonic. Nghiệp đoàn công nhân Mexico vào hôm thứ Hai yêu cầu chính phủ Washington điều tra vụ nhà máy Panasonic vi phạm quyền lợi của người lao động, sự kiện mới nhất trong loạt các cuộc tranh chấp đòi cải thiện điều kiện làm việc ở Hoa Kỳ. Đại diện của nghiệp đoàn SNITS của Mexico cho biết, ban điều hành nhà máy của công ty Panasonic ở thành phố biên giới Reynosa đã vi phạm thỏa thuận Hoa Kỳ-Mexico-Canada năm 2020, viết tắt là USMCA, khi sa thải hàng chục nhân viên phản đối điều kiện làm việc tồi tệ. Hiệp ước USMCA thay thế cho NAFTA 1994 cho phép áp dụng các nguyên tắc làm việc được thiết kế để trao quyền cho người lao động Mexico yêu cầu mức lương cao hơn sau nhiều năm trì trệ vì chi phí lao động quá thấp. Hoa Kỳ đã mở cuộc điều tra tình trạng vi phạm hiệp ước USMCA lần đầu tiên ở Mexico vào hồi năm ngoái tại nhà máy sản xuất ô tô General Motors và Trinodex thuộc sở hữu của công dân Hoa Kỳ. Nhà máy của công ty Panasonic tọa lạc ở Reynosa sử dụng gần 1.900 nhân viên sản xuất hệ thống âm thanh của xe hơi để xuất cảng sang Hoa Kỳ và Canada. Siamam là nghiệp đoàn công nhân lớn nhất của Mexico. Bắt được nghi can có súng trốn khỏi bệnh viện tâm thần Virginia. Cảnh sát truy nã một nghi can có vũ khí và hành động nguy hiểm cùng với người khác trốn khỏi bệnh viện tâm thần Virginia vào cuối tuần vừa qua. Hai nghi can Austin Preston Lake, 31 tuổi và Brian Marcus Wilkerson, 29 tuổi, trốn khỏi bệnh viện Eastern State tại Williamsburg vào ngày Chủ nhật. Lake bị truy tố tội liên quan tới ma túy, bị cảnh sát bắt giữ tại Chesapeake, cách bệnh viện 60 cây số vào 5 giờ chiều và bị giam tại nhà tù Chesapeake. Nghi can thứ hai là Wilkerson đang còn lẩn trốn ngoài vòng pháp luật, nguy hiểm vì có mang theo vũ khí trong người. Hiếm khi có người trốn thoát khỏi Eastern State, là bệnh viện tâm thần được xây dựng đầu tiên tại Hoa Kỳ năm 1773, cách Richmond khoảng 50 dặm và đang do tiểu bang Virginia điều hành. Một thiếu niên giết mẹ trốn khỏi nhà tạm giam ở California bị bắt lại. Một thiếu niên bị kết tội giết mẹ ruột của mình năm 2017
đã bị bắt sau khi trốn khỏi ngôi nhà tạm giữ ở California vào hồi tuần qua. Ike Suzer, 18 tuổi, đã tháo vòng đeo tay điện tử giám sát vài tiếng đồng hồ sau khi được chuyển đến một ngôi nhà quản thúc ở Santa Ana. Ike Suzer đang bị tạm giam tại nhà tù Santa Ana để chờ ngày ra tòa xét xử. Suzer là một thiếu niên tự kỷ, cư ngụ tại thành phố Garden Grove, bị kết tội giết mẹ ruột là bà Barbara Schurcher Suzer, 48 tuổi, khi mới 13 tuổi. Cậu đã dùng dao đâm người mẹ nhiều nhát rồi bỏ nằm trên mặt đất ở ngoài căn nhà cho đến chết. Cậu thiếu niên này cũng bị truy tố tội tấn công 3 nhân viên cải huấn, nhưng đã được phóng thích sớm 15 tháng trước khi hạn mãn tù. Tìm thấy thi thể người phụ nữ tại New York. Thưa quý vị, một thi thể không mảnh vải của một người phụ nữ được người đi dắt chó đi dạo đánh hơi tìm thấy trong chiếc túi vải thô đẫm máu tại Queens của thành phố New York. Nạn nhân là Osolia Gao, 51 tuổi, mẹ của hai đứa con. Người phát giác thi thể nạn nhân tại đường Metropolitan tại Forest Hills tên là Glenn Van Nostrand cho biết, con chó săn đã dẫn ông tới cạnh cái túi vải đẫm máu đặt cách nhà của nạn nhân chừng nửa dặm. Howard Glenn, chồng của bà Gao và con trai lớn 17 tuổi, đã đi nơi khác và cảnh sát chỉ thấy được cậu con trai 14 tuổi một mình ở căn nhà riêng của gia đình, nơi họ sinh sống suốt 9 năm qua. Cảnh sát cho biết nạn nhân bị chấn thương vì nhiều cú đánh mạnh và nghi ngờ người chồng và người con trai 17 tuổi có liên quan tới cái chết của bà. Nội vụ hiện còn trong vòng điều tra của cảnh sát. Đến đây, chương trình tin tức xin được phép tạm dừng trong giây lát để gửi đến quý vị phần bản trợ thương mại. Sử ngôn viên Tuyết Nha và Vũ Quang Vinh sẽ quay trở lại phần 2 với những bản tin về việc Tổng thống Zelensky, trận chiến tại Donbass đã bắt đầu. Tổng thống Nga tuyên bố đòn trừng phạt của phương Tây đã thất bại. Harry và vợ là Meghan thuê cựu nhân viên của ông Obama để bảo vệ an ninh. Và những bản tin mới được cập nhật, xin quý vị tiếp tục đón xem trên đài truyền IBC TV.